bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV, kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam. Hàng triệu việc làm mới được tạo ra nếu thay đổi góc nhìn về rừng. Quý 1 năm 2023, lượng hoa hồi xuất khẩu tăng đột biến hơn 261%. Hàng loạt doanh nghiệp thủy sản ngấm đòn lạm phát. Bảo vệ lúa đông xuân khi nắng nóng kéo dài. Hàng triệu việc làm mới được tạo ra nếu thay đổi góc nhìn về rừng. Chiều 5 tháng 5, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì buổi làm việc đóng góp ý kiến xây dựng đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng với các đơn vị trong và ngoài Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Phát biểu gợi mở cho vấn đề này, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng cần nhìn nhận giá trị của rừng dưới góc nhìn đa dạng, đa dụng và đa giá trị, thay vì chỉ tập trung vào gỗ, thủy điện. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, khi thay đổi góc nhìn, chúng ta sẽ phát huy được giá trị của rừng, sẽ có hàng triệu việc làm mới được tạo ra, đem lại sinh kế bền vững cho rất nhiều người, góp phần bảo vệ, bảo tồn rừng một cách hiệu quả hơn. Ông Trần Quang Bảo cho biết, theo đánh giá của Cục Lâm nghiệp, tài nguyên của rừng hiện mới đang được khai thác một cách đơn lẻ, chưa tương xứng với tiềm năng mà các hệ sinh thái rừng cung cấp, chưa tích hợp được các giá trị của hệ sinh thái rừng, đặc biệt chưa khai thác hiệu quả các dịch vụ môi trường rừng. Ông Bùi Chính Nghĩa, Cục trưởng Cục Kiểm Lâm cho rằng, rừng là nơi lưu giữ nhiều tài nguyên, có thể phục vụ cho nhiều mục đích lớn hơn là gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Để khai thác tốt các giá trị này, ông Nghĩa cho rằng có thể học tập kinh nghiệm các quốc gia khác, ví dụ như giáo dục sớm cho thế hệ trẻ về tầm quan trọng, cũng như giá trị của rừng. Đánh giá về hiện trạng khai thác giá trị rừng hiện nay, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho rằng đang còn đơn lẻ, thiếu liên kết, chưa hình thành được những chuỗi, bổ trợ cho nhau và vẫn đang còn tự phát, đơn mục tiêu. Do đó, Thứ trưởng cho rằng khi xây dựng đề án, Cục Lâm nghiệp cần có tư duy đa mục tiêu, cần ngồi lại với các chủ rừng và những cộng đồng liên quan để tìm ra được phương án tối ưu nhất nhằm nâng cao giá trị của rừng. Tổng kết buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, việc thảo luận trước khi xây dựng đề án chính là khâu chuẩn bị quan trọng, cần tiếp nhận nhiều ý kiến, ý tưởng kể cả các ý kiến phản biện để đưa ra được những thông tin giá trị nhất cho nội dung đề án. Quý 1 năm 2023, lượng hoa hồi xuất khẩu tăng đột biến hơn 261%. Theo Tổng cục Hải quan, quý 1 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được 18.685 tấn quê với tổng kim ngạch đạt 54,8 triệu USD, tăng 45,8% về lượng và 13,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, trong quý 1 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu được 3.369 tấn hoa hồi, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 21,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng mạnh 261,9%. Hiện nay, quế, hồi Việt Nam được tiêu thụ mạnh ở nhiều khu vực Nam Á như Ấn Độ, Bangladesh, Trung Đông UAE, Pakistan, Đông Á Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và các nước thuộc Liên minh châu Âu, EU. Trước xu hướng gia tăng nhu cầu nguyên liệu trong các ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, cùng nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, sản phẩm quế, hồi Việt Nam có thêm động lực, thời cơ phát triển. Theo Hiệp hội Gia vị Thế giới, Việt Nam sở hữu loại cây gia vị quý với sản lượng hàng năm thuộc top đầu thế giới là cây quế và hồi. Cụ thể, sản lượng hồi của Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới và sản lượng quế đứng thứ 3 trên thế giới và được rất nhiều thị trường săn đón, thu về mỗi năm hàng trăm triệu USD. Hàng loạt doanh nghiệp thủy sản ngấm đòn lạm phát. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát tại các thị trường xuất khẩu chủ chốt như Mỹ, châu Âu. Tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2023, lãnh đạo công ty cổ phần thực phẩm Sao Tama FMC cho biết, doanh thu quý 1 của công ty đạt 1.010 tỷ đồng, giảm khoảng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi bức tranh toàn ngành tệ hơn nhiều, với mức sụt giảm 40%. Tuy nhiên, nhờ giá bán tốt hơn, kết quả lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 43 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Hiện thực phẩm Sao Ta xuất hàng sang nhiều thị trường, trong đó, Nhật Bản là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, tiếp theo là Mỹ. Thực phẩm Sao Ta cho biết, từ cuối năm 2020, nhận thấy chi phí logistics tăng quá cao, công ty đã chuyển hướng đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực châu Á, trong đó có Nhật Bản. Trong quý 1, thị trường này đã đóng góp hơn 40% vào cơ cấu doanh thu của công ty. Còn tại công ty cổ phần Vĩnh Hoàn Mã VHC, trong quý đầu năm, doanh thu đạt 2.328 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 219 tỷ đồng, lần lượt giảm 31,8% và 60,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải về việc lợi nhuận sụt giảm mạnh, lãnh đạo công ty cho biết, do trong kỳ sản lượng bán hàng giảm và giá bán cũng giảm. Vĩnh Hoàn nhận định, năm 2023 là một năm nhiều thách thức với nền kinh tế thế giới, lạm phát và suy thoái kinh tế khiến sức mua yếu, trong khi chi phí sản xuất lại gia tăng. Cá tra sản phẩm chính của Vĩnh Hoàn
dù được coi là thực phẩm phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng, cũng không tránh khỏi tác động tiêu cực. Tương tự, tại công ty cổ phần Nam Việt, MAANV, doanh thu quý 1 đạt 1.157 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm tới 55% với 92 tỷ đồng. Lãnh đạo Nam Việt cho biết, trong quý vừa qua, dù doanh thu giảm nhẹ, nhưng giá thức ăn và giá cá nguyên liệu tăng 10,6% so với cùng kỳ, cộng với chi phí tài chính tăng 50,7%, do lãi suất tăng khiến lợi nhuận của công ty sụt giảm mạnh. Bảo vệ lúa đông xuân khi nắng nóng kéo dài. Dự báo, nắng nóng có khả năng gia tăng hơn từ khoảng tháng 5-7 năm 2023 và tập trung nhiều tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong khi lúa đông xuân tại các tỉnh Bắc Trung Bộ đã trổ, tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và Trung Du miền núi phía Bắc lúa đang giai đoạn phân hóa đồng. Trước tình hình trên, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng Trọt cho rằng, các địa phương cần chủ động hạn chế tác động của nắng nóng và phòng trừ dịch hại kịp thời, đảm bảo sản xuất thắng lợi vụ đông xuân. Theo Cục Trồng Trọt, tại khu vực Bắc Trung Bộ, đối với diện tích lúa đã đến thời kỳ thu hoạch cần bố trí tối đa nguồn nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa đông xuân đã chín với phương châm xanh nhà hơn già đồng, để tránh thiệt hại do những đợt mưa giông bất thường gây ra. Hiện tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng và Trung Du miền núi phía Bắc, lúa đang giai đoạn phân hóa đồng, một số diện tích lúa gieo cấy sớm đã trổ. Cục Trồng Trọt khuyến cáo các địa phương vùng này giữ nước mặt ruộng đảm bảo đủ nước cho cây lúa trong giai đoạn làm đồng, trổ bông, vào chắc nhằm hạn chế tác động của nắng nóng. Theo ông Nguyễn Như Cường, các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và sâu, bệnh hại để chủ động phòng trừ sớm như bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá, sâu cuốn lá, dày nâu, trên tất cả các trà lúa, chú ý những giống nhiễm sâu bệnh, vùng dịch, chân đất trũng thấp. Qua kiểm tra tình hình dịch hại ở một số địa phương ở đồng bằng sông Hồng mới đây, ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật lưu ý, các địa phương cần đặc biệt chú ý đối với bệnh đạo ôn cổ bông. Địa phương chủ động theo dõi, bám sát các thông báo về tình hình thời tiết, tiếp tục lên kế hoạch phun thuốc phòng trừ cho các trà lúa vào dịp cuối tháng 4 cho đến đầu tháng 5. Bạn đang xem Bảo vệ rừng và môi trường TV. Kênh thông tin đa phương tiện của tạp chí điện tử Bảo vệ rừng và môi trường. Bản tin toàn cảnh nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường Việt Nam.